Chùa Cần Đức được xây dựng vào năm 1783. Trong giai đoạn chiến tranh, các vị trụ trì cùng với nhân dân đấu tranh để bảo vệ sự bình yên cho Phong Sóc. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, ngôi chùa vẫn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại địa phương. Chùa Cần Đức, xã Thành Phú cũng được nhiều lần được Ban Vụ Huyện đoàn chọn làm điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng như là tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đây là dịp để thanh niên dân tộc tôn giáo có điều kiện gặp gỡ, giao lưu với nhau. Vận động cho bà con mình lại đi vô chùa để dọn quẹn cho sạch sẽ, cho thon mát để vô khách và gọi là một xu nữa. Phật tử gần xa lại đi thăm chùa. Những ngày diễn ra Tết Trung Thu Năm Thơ Mây, ngôi chùa được trang hoàng rực rỡ hơn. Không chỉ bà con Khmer mà đồng bào các dân tộc khác cũng đến viếng chùa. Trước là để thắp nén hương lên Đức Phật, sau là trải lòng giữa khung cảnh bình yên của ngôi chùa hàng trăm năm tuổi này. Nhiều người là đến đây lắm, ưng ý và ai cũng là rất là khen đẹp hết. Khi đến đây thì mình cảm thấy được cái sự trang nghiêm, sự trịnh trọng, đẹp và sạch sẽ của ngôi chùa. Với bà con Khmer, chùa là nhà. Chính vì vậy, thời gian này không khí đón Tết lúc nào cũng nô nức. Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đã được tổ chức, góp phần đem lại niềm vui cho bà con trong dịp năm mới. 2 năm qua với dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Tết Trung Thu năm không có tổ chức được. Năm nay là được kiểm soát dịch bệnh COVID-19 là kiểm soát được dịch rồi, bà con rất là phấn khởi được tổ chức Tết Trung Thu năm thơ mây. Đối với đồng bào Khmer địa phương, chùa Cần Đức không chỉ là nơi bảo tồn nét kiến trúc đặc trưng, là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mà hơn hết còn là nơi để sư sãi tu học, Phật tử thờ phụng, tôn kính theo giáo lý của Đức Phật, là chỗ dựa tinh thần, hướng bản thân họ đến những giá trị tốt đẹp.